Giới thiệu nhanh về mẫu mạch hai kênh ha, mẫu mạch thế hệ mới ha. Đây rồi, có phần thế hệ mới đục công nghệ đột phá nè, có phần EV5band chỉnh bát sâu như súp luôn ha, thì vật eco chuyên nghiệp ha. Đây chống hú ha, chống hú xử lý độc lập ha, có khâu phát live stream ha. Đây bluetooth LCD ha. Đây thì ở đây mình sẽ test cái tiếng micro trước xem tiếng thì vật có chuyên nghiệp hay không ha. Đây alo, 1 2 3 4 5 5 5 5 6 8 9. Vốn dĩ là thiên thần nhưng sao khi đến đây em lại là điều ác. Đất